Gần 100 đoàn viên thanh niên đến từ đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa vừa tham gia hành trình đến địa chỉ đỏ và hành trình xanh nhằm chào mừng tháng thanh niên và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Tham gia hành trình đến các địa chỉ đỏ, đoàn viên thanh niên đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã chân hương viếng di tích bến Lộc An, đường Hồ Chí Minh trên biển tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. Đây là dịp để các đoàn viên thanh niên ghi nhớ về những chiến công hiển hách, oai hùng của các chiến sĩ đoàn tàu không số, từ đó nêu cao tinh thần, ý chí cách mạng, phấn đấu học tập rèn luyện, cống hiến nhiều hơn cho cơ quan, đơn vị, địa phương. Cũng trong hành trình xanh, đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị còn có dịp trải nghiệm đi xuyên rừng, trồng cây tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.